Mỹ nhọc nhằn qua vòng bảng World Cup nữ. Đương kim vô địch Mỹ thoát thua ở những phút bù giờ, qua đó đi tiếp sau trận hòa Bồ Đào Nha 0-0 ở bảng E World Cup nữ 2023 hôm 1 tháng 8. Được đánh giá cao hơn, nhưng Mỹ không thể lấn lướt tân binh World Cup Bồ Đào Nha. Sau trận, gương mặt nhiều trụ cột đội tuyển xứ cờ hoa như Alex Morgan hay Megan Rapinoe vẫn chưa hết lo âu. Các cầu thủ Bồ Đào Nha thì không kìm được những giọt nước mắt khi họ bị loại dù chiến đấu quả cảm trước đối thủ mạnh. Mỹ cần ít nhất một trận hòa để đi tiếp, còn Bồ Đào Nha buộc phải thắng. Nhà đương kim vô địch tạo ra nhiều cơ hội nhưng đều bỏ lỡ. Mỹ suýt phải trả giá ở phút bù giờ thứ hai khi Anna Capeta sút trúng cột dọc. Đó cũng là cơ hội nguy hiểm nhất trận, dù Bồ Đào Nha chỉ dứt điểm 5 lần so với 13 của đối thủ. Đại diện châu Âu cũng nhiều lần tạo ra sóng gió gần khung thành Mỹ, nhờ sự khéo léo của các ngôi sao tấn công như Jessica Silva hay Kika Nayatet. Thực tế, không chỉ Bồ Đào Nha muốn thắng. Mỹ tràn lên từ đầu với mục tiêu 3 điểm, để cạnh tranh đỉnh bảng với Hà Lan. Đội nhì bảng E sẽ phải gặp Thụy Điển ở vòng knockout đầu tiên, còn đội nhất được gặp đối thủ nhẹ ký hơn. Sự cơ động của tiền vệ Rose Lavelle trong lần đầu đá chính giúp Mỹ tạo ra một vài đợt lên bóng nguy hiểm. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (XG) của Mỹ là 2,69, còn của Bồ Đào Nha chỉ là 0,29. Cơ hội tốt nhất của Mỹ đến ở đầu hiệp 2, khi Mọc Trăng đi bóng qua thủ môn Ange Pereira nhưng pha dứt điểm lại bị hậu vệ Bồ Đào Nha cản phá trên vạch vôi. Đội đương kim vô địch không duy trì được sức ép lên khung thành đối thủ và chỉ cầm bóng 44% cả trận. Màn trình diễn của Mọc Trăng và các đồng đội bị Cali Loy chỉ trích thậm tệ trên Fox Sports. Cựu cầu thủ hai lần vô địch World Cup nói rằng lối chơi của Mỹ quá dễ đoán, thiếu gắn kết và gây thất vọng lớn. Mọi thứ đã thay đổi từ sau năm 2020. Loy nói sâu hơn. Bạn khoác lên mình chiếc áo đội tuyển, không chỉ cho bạn mà còn cho các thế hệ trước và sau. Tôi không thấy sự đam mê nào từ các cầu thủ. Mọi thứ rất mờ nhạt. Họ chơi để không thua, còn Bồ Đào Nha chơi để thắng. Chiến thắng, tập luyện và làm tất cả để trở thành cầu thủ giỏi nhất, điều đó sẽ không xảy ra với những cầu thủ này. Tự tin khác với kiêu ngạo. Mỹ sẽ gặp khó ở vòng 1/8 khi phải chạm trán Thụy Điển. Hà Lan xếp nhất bảng E sau trận thắng Việt Nam 7-0. Họ chỉ phải gặp Italy hoặc Argentina hay Nam Phi ở vòng knockout. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.